Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrows Beauty và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vừa mới thực hiện xong một cái combo xóa sửa chân mày cho một bạn gái rất là trẻ tuổi và xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn ấy một lát nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không? Dạ vâng, em tên là Thùy Dương, em ở Hà Nội ạ. Thì Dương ơi, không biết là lý do vì sao mà Dương lại biết đến DK của Dương ạ? Bởi vì là mẹ em và dì và các cô bác nhà em ấy thì cũng đã đều làm lông mày và môi ở đây rồi, và nhìn cái sản phẩm của DK em rất là thích bởi vì là cái sợi rất là tự nhiên ạ. Trước khi mà ngắm nhìn cái cặp lông mày mới của Dương này thì Dương có thể chia sẻ qua về cái tình trạng lông mày cũ của Dương nó như thế nào không ạ Dương? Vâng ạ, lông mày cũ của em thì làm được hơn 1 năm và nó trổ đỏ. Thì trước khi mà làm lông mày thì em đã sử dụng dịch vụ là hút lông mày của bên DK ạ. Thì không biết là trong cái quá trình mà laser ở tại DK thì Dương thấy thế nào nhỉ? Dương có bị đau rát hay khó chịu gì không? Em không thấy đau và không phải ăn kiêng gì cả nên là em rất là thích ạ. Wow, ok, thế thì bây giờ xin mời máy quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể quan sát cặp lông mày mới mà Master Ngoan Minh Vương vừa mới thực hiện cho Dương nhé. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng lông mày của Dương thì khá là ít, và ngoài ra thì phần đầu lông mày và phần đuôi lông mày thì hầu như là không có lông mày này, không có lông đó. Nhưng mà tuy nhiên thì sau khi được Master Ngoan Minh Vương thiết kế một cái dáng mày mới với công nghệ headshot, công nghệ vuốt sợi siêu thực siêu tự nhiên, thì bây giờ Dương đã có một cặp lông mày hoàn toàn mới rồi và nhìn vô cùng tự nhiên và vô cùng đẹp. Với cái cách xếp sợi như thế này thì chúng ta khó có thể phân biệt được đâu là sợi thật còn đâu là sợi giả đó. Và Dương ơi, không biết là sau khi mà trải nghiệm xong cái combo 2 dịch vụ xóa sửa lông mày ở tại DK thì Dương có cái nhận xét gì hay có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Em rất là cảm ơn đội ngũ của DK. Các bạn nhân viên thì rất là nhẹ nhàng và nhiệt tình. Hầu như đến lần nào em cũng được đón tiếp rất là chu đáo và tận tâm ạ. Em rất cảm ơn các chị. Cảm ơn những nhận xét của Dương rất là nhiều nhá. Thì rất mong là Dương sẽ giới thiệu được nhiều bạn bè đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tại DK để được xinh đẹp giống như Dương. Và nếu như mà các chị em cũng đang sở hữu những cặp lông mày hỏng này, lông mày lỗi, chúng ta hãy nhanh tay đăng ký inbox qua fanpage của DK. Về hiện giờ thì chúng tôi đang áp dụng chương trình giảm 40% cho dịch vụ laser. Nếu như mà các chị em có những cặp lông mày hỏng lỗi như vậy thì các chị em hãy gửi cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn Dương rất là nhiều.